Alo, xin gặp các em, cho mọi người hướng dẫn các em chắc số 110 trong lớp 12. Thầy sẽ đọc. Câu số 1, người ta khiến các em tìm mình thì đúng mà. Hàm này không thể nào đọc biết biết trên đây đâu các em. Hàm này bị chặn nè. Đạo hàm nó ra âm đúng không? Cho nên đáp án là nghịch biến. Câu số 2, tìm giá trị cực tiểu. Lấy đạo hàm. Lại ra... Nói chung là cái đạo hàm nó sẽ ra x bằng 0. Thầy không có nhẩm được cái này nhưng mà thầy biết rằng không á, tại nó mất cái đuôi nè. Như vậy điểm cực tiểu là giá trị cực tiểu là 23. Câu số 3, tìm m để có cực trị, tức là delta nó phải lớn không đúng không, tức là b bình trừ 3 c lớn không là 1 trừ 3 m lớn không, m sẽ nhỏ hơn 1/3 c. Câu 4, số do điểm mất tiêu hết là các em chỉ nhận nghiệm dương thôi nha, cho cái này bằng không, giải ra nó sẽ có một nghiệm là x bằng 2, còn cái kia máy máy. Mốt 9 2 2 5 8 1 ra một nghiệm âm với một nghiệm âm nữa, như vậy là chỉ có một thôi. Chỉ có một cái điểm thôi. Câu 5, tìm mệnh đề sai. Mệnh đề sai hả? Cái này có tập giá trị là đúng rồi. Này đồng ý ngay rồi là sai nè. Cái này phải đọc viết trên bảng không thấy dương vô hạn mới đúng. Là do cái tập xác định của nó là không thấy dương vô hạn. Câu 6, tìm m để hàm này có đúng 9 điểm trị. Rồi cái này các em sẽ lấy đạo hàm chứ nha. Là 4 x 3 trừ 16 x nhân cho f phẩy mũ x mũ 4 trừ 8 x bình cộng m bằng 0. Xong rồi các em cho này bằng 0 nha. 4 x mũ 3 trừ 16 x bằng 0. Giải ra x bằng 0 x bằng cộng trừ 2. Còn cái này em đặt là t đi. F phải t bằng 0 phải không? Nó sẽ có hai nghiệm, các em nhìn ở đây nè. Một nghiệm là 0, một nghiệm là trừ 10. Tức là một nghiệm t bằng 0, một nghiệm t là trừ 10. Xong các em trả ngược về là x mũ 4 trừ 8 x bình cộng m bằng 0. X mũ 4 trừ 8 x bình cộng m bằng trừ 10. Sau đó đó, các em phải hiểu là cái này là 3 nghiệm mà. Tức là nó đang cần 9 điểm trị đúng không? Tức là cộng 2 này phải 6 nghiệm mới ok. Ok, 6 nghiệm đơn nha. Như vậy là thầy sẽ sử dụng phương pháp cô lập M. Phương pháp cô lập M. Rồi cô lập M nha. M bằng trừ x mũ 4. Oh no no no, cái này không nên. Chỉ cô lập M thôi. Là thầy là m bằng trừ x mũ 4 cộng 8 x bình, còn cái này thì ghi là m cộng 10. Mình vẽ hai cái đồ thị cho một trục luôn, m cộng 10. Thôi cô lập m đi con ha, trừ x mũ 4 cộng 8 x bình tùy ha, tùy cách hiểu thôi, cộng 10. Tức là mình sẽ vẽ hai đồ thị này ra thôi. Các em sẽ vẽ cái đồ thị đầu tiên và em sẽ có đồ thị thứ hai. 10. Rồi mình sẽ vẽ cái này nha. Vẽ g là bằng trừ x mũ 4 cộng 8 x bình. Lấy g phải đi. Trừ 4 x mũ 3 cộng 16 x. Này cái này nó sẽ ra 3 nghiệm em cộng trừ 2 x 0. Cộng trừ cộng 1. Trừ cộng trừ cộng đi lên xuống đi lên đi xuống. Rồi bây giờ mình sẽ điền cái này vô, thế không như là ra không, thế hai là vô đây là mấy,
trừ x mũ 4 cộng 8x bình đúng không? Con 0 n ra 0, con 2 n ra 16 nha. N ra 16 thì em dựng ra đi. Thầy dựng ngoài đây nha. Thầy dựng ngoài đây đi. Mình sẽ có một cái là trừ vô hạn lên 16 xuống 0 lên 16 xuống trừ vô hạn. Một cái là em sẽ giảm 10 bước không? Tức là trừ vô hạn lên 6 xuống trừ 10 lên 6 xuống 0 xuống trừ vô hạn. Vậy bây giờ các em đây cần mấy nghiệm? Còn 4 nghiệm không? Tức là nó phải cắt ngang đây nó mới 4 nghiệm được. Như vậy nó sẽ cắt từ trừ 10 tới 0. Oh, no, 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 no. 4 nghiệm là lấy từ 6 tới 16 thôi. Nó mới 4 nghiệm được. Ủa? Còn 6 nghiệm nhé. Nãy còn 6 nghiệm mà. Cắt từ trừ 10 tới 0 mà. Vậy là m từ trừ 10. Trừ 10 là có dấu bằng luôn nha. Tại em ngay ghi ngay trừ 10 nó cũng có thể có... có 4, có 6 nghiệm. Đúng không? Trừ 10 không được chứ. Nếu mà ngay trừ 10 là có 4 nghiệm mà. Còn ngay số 0 á, thì mới có 6 nghiệm đơn. Nghiệm mới đúng nè. Ngay số 0 là nghiệm kép nha. Cho nên vẫn có 6 nghiệm đơn. Như vậy là mình sẽ lấy từ trừ 9 tới 0 nha. Trừ 9 tới 0 là 10 giá trị nguyên. Là câu D. Câu này khá là hay đúng không? Câu số 7. Tìm m đáp hàm đầy đồng biến trong khoảng 5 tới vô hạn thì phương pháp giải cũng y gan thôi em. Em sẽ xét cái ruột trước. Xét cái ruột bằng x mũ 3 trừ 6 x bình cộng 5 cộng m lấy đạo hàm. Đạo hàm là ra 3 x bình trừ 12 x bằng 0. Dễ ra hoặc x bằng 0 x bằng 4 7 miếng thiên. Em phải loại hai cái này đi. Đâu có nghiệm đâu. Tại vì trong khoảng 5 vô hạn đâu có nghiệm. Vậy là từ 5 đến vô hạn hàm này luôn đồng biến rồi. Đây là gột của cái 5. Còn đây là cái gột vô hạn phải không? Vậy bây giờ em muốn cái này luôn đồng biến mà nó bật nó không có bị bật á. Thì đồ thị nó phải như thế này nè. Đó. Đây là G5 nè. Này bản thân là G5 nè. Tức là em suy ra là cần G5 lớn hơn bằng 0. Là xong. Nếu như G5 nó bị âm á. Đóng tuyệt đối vô là nó sẽ bị bật lên mấy em. G5 là mấy em thấy số 5 ở đây nè. 5 mũ 3 là 125. Còn cái này là trừ 6 nhân 5 bình. Cộng 5. Cộng M lớn hơn bằng 0. Rồi, giải ra coi m lớn hơn bằng mấy. 125 trừ 6 nhân 5 bình cộng 5. Vì là m phải lớn hơn bằng 20 mấy em. M lớn hơn bằng 20 mà lấy tới 2020 á. Vì là 2001 với chị. Ok không? 2020 lấy tới 20. 2001 con C. Câu 8 diện tích xung quanh 2V gọi là. Câu 9 thể tích khối lăng trụ là bay nhân 2. Nhưng mà cái này B phải C mấy em phải dễ mấy em tính nha. Mấy em phải dễ ra tính. A B A B C. Này B phải A phải B phải. B phải C là cái đường màu xanh này. Đường này là 6 đúng không? Thì cái này cho em cái tam giác này dung cân để B mà cái AC là 2 căn 2 thì thành ra là em sẽ suy ra được cái cạnh là 2 2. Và cạnh này 2 cạnh này 2, cạnh này 6 thì cái này là căn của 6 bình trừ 2 bình. Ok. Căn 6 bình trừ 2 bình là như ta. 36 trừ 4 là căn 32. Như vậy là bay là 1 phần 2 nhân 2 nhân 2 nhân căn 32.
vậy là ra 2 căn 32 à. 2 căn 32 là như ta? 2 căn 32. 8 căn 2 các em là câu D à. Câu số 9 xong rồi câu số 10. Câu số 10 này như thầy cho rồi, thầy từng cho rồi. Câu số 10 này hình thang vuông tại A và B. Mặt ơn nó B tam giác đều. Đây. Là ở H bên này phải không? Góc giữa C với mặt đáy là SC H. Góc này nè 45 nè. Còn góc giữa SD mặt đáy là góc SDH. Góc này 30 nè. Từ hai góc này mấy em mới có thể là như thế nào? Tam giác nó bay đều thì em sẽ có được SH rồi. SH là bằng cạnh nhân căn 3 chia 2 là bằng căn 3 rồi. Thì em có cái SH này em suy ra được cái HD với cái HC giùm thầy nha. HD là bằng SH chia tăng 30. Còn HC á, là bằng SH chia tăng 45 là nó bằng 1 luôn rồi. Mà tăng 30 thì là căn 3 chia 3, cái này là căn 3 nhưng căn 3 là 3. Còn cái này là căn 3, ok. Vậy vấn đề tính diện tích hình thoi thôi đúng không? Nên em vẽ hình, ủa hình thang này ra. Hình thang vuông tại A với B rồi. Đó, em sẽ có thằng H là trung điểm mà. Tức là cái thằng HD này nó sao 3. Còn HC này là căn 3. Đó, còn AB này là 2 rồi đúng không? Vậy làm sao mình tìm cái kia? Mình Pythagore. Cạnh này là 1, đây là 1 thì em sẽ Pythagore ra AD là căn của 3 bình trừ 1 bình là căn 8. Còn Pythagore được ABC á bằng căn của căn 3 bình phương trừ 1 bình phương là bằng căn 2. Rồi đây các em sẽ tính được diện tích của hình thang à. Tính thể tích là 1 phần 3 bay nhân 2. Bay là đáy lớn cộng đáy bé nhân cao chia 2. Tức là căn 8 cộng căn 2 nhân chiều cao là 2, tất cả chia 2. Nhân chiều cao SH là căn 3 nè. Em bấm được thôi. Nhà căn 6 các em, cho nên là câu D phải không? Đáp án là D. Rồi, kết thúc video và chúc em học tốt, bye bye.